Câu chuyện về cầu lông không liên quan đến việc môn thể thao này có đắt đỏ không với cộng đồng. Chi phí cho việc bắt đầu chơi cầu lông rất thấp với quần áo, giày, vợt và quả cầu có giá bình dân. Ngay cả việc thuê sân cầu lông ở các thành phố lớn cũng thấp hơn so với sân bóng đá hoặc sân quần vợt. Tuy nhiên, khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp và muốn đạt được thành công ở mức quốc tế, những người chơi cầu lông đặc biệt là ở các quốc gia không phát triển mạnh môn thể thao này phải đối mặt với nhiều khó khăn và chi phí cao. Vấn đề không còn nằm ở việc mua trang phục và dụng cụ thi đấu, vì những món đồ này thường được nhà tài trợ cung cấp. Thách thức lớn nhất đối với các tay vợt hàng đầu là chi phí đi lại và chi phí sinh hoạt khi tham gia các giải đấu ở xa nhà. Thông thường, hầu hết các vận động viên cầu lông có ít nhất một huấn luyện viên đi cùng họ. Một số tay vợt giàu có hơn có thể có cả những người chăm sóc sức khỏe và thể lực ngay tại sân đấu. Nhưng với hầu hết các vận động viên trên thế giới, những trải nghiệm này chỉ thực hiện khi họ thi đấu tại quê nhà. Khi tham gia các giải đấu quốc tế, tình hình trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tại giải China Open 2023 gần đây, người hâm mộ thể thao Việt Nam đã đau lòng khi thấy Nguyễn Thùy Linh đơn độc trong giờ nghỉ giữa các trận đấu. Cô phải tự quản lý mọi việc, trong khi đối thủ có người hỗ trợ lau mồ hôi, đưa nước và tư vấn chiến thuật. Điều này không phải là tình huống mới đối với người theo dõi sự nghiệp của cô. Với người yêu thể thao và cầu lông, điều này càng không có gì đáng ngạc nhiên. Họ đã quá quen với việc theo dõi Nguyễn Tiến Minh, người từng phải đối mặt với các trận đấu quốc tế một mình trong quá khứ. Nguyễn Tiến Minh đã là một trong những tay vợt hiếm hoi của Việt Nam có khả năng thuê huấn luyện viên ngoại quốc ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp. Cách đây 15 năm, để có cơ hội tham dự Olympic, tay vợt Việt Nam phải đối mặt với một quyết định khó khăn, thuê huấn luyện viên nước ngoài hoặc tham gia các giải đấu quốc tế. Nguyễn Tiến Minh may mắn được học tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Yan Si Cheng và huấn luyện viên Miss Bun Saidek, người từng dạy cho Lee Chong Wei. Anh cũng dành nhiều tháng tập luyện tại các câu lạc bộ nổi tiếng châu Á như câu lạc bộ Nusa. Tuy nhiên, chi phí cho việc thuê huấn luyện viên ngoại quốc và tập luyện tại các câu lạc bộ nước ngoài vào thời điểm đó lên đến vài nghìn USD mỗi tháng. Điều này là một con số đáng kể, đặc biệt khi so sánh với thực tế hiện tại. Năm 2005, khi tham gia giải cầu lông thế giới tại California, Nguyễn Tiến Minh đã trải qua một giai đoạn khó khăn. Mức thu nhập của anh, thậm chí sau khi nhận lương từ TP, Hồ Chí Minh và đội tuyển quốc gia, chỉ đạt 2,4 triệu đồng mỗi tháng. Anh thừa nhận rằng nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, việc trở thành một vận động viên chuyên nghiệp sẽ trở nên khó khăn. Hệ thống thi đấu cầu lông quốc tế yêu cầu các tay vợt di chuyển đến nhiều nơi để cạnh tranh và tăng hạng. Điều này dẫn đến việc tăng chi phí, và để tiết kiệm, nhiều vận động viên phải tự mình tự quản lý mọi thứ. Ví dụ, tại Việt Nam Open 2023, chỉ một số đội tuyển có huấn luyện viên đi cùng như Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Indonesia, trong khi các tay vợt của Ấn Độ và Myanmar phải tự mình đối mặt với khó khăn này. Cách đây một năm, Go Jinwei đã đối mặt với Nguyễn Thùy Linh trong trận chung kết đơn nữ. Thần đồng cầu lông Malaysia này hiện không còn được đối xử đặc biệt. Trên trang cá nhân, cô tiết lộ phải tự mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn và tự lo các chi phí khác để tham gia thi đấu. Thậm chí, cô cài đặt ứng dụng Grab để tiết kiệm tiền di chuyển tại TP, Hồ Chí Minh. Cầu lông, có thể nói, là môn thể thao cô độc ở nhiều khía cạnh. Điều này đúng với bất kỳ vận động viên nào muốn đạt thành tích cao trong các môn cá nhân. Mặc dù cầu lông phổ biến trong xã hội, nhưng ở mức chuyên nghiệp, nó trở nên cô độc hơn. Điều này phản ánh sự trái ngược giữa phong trào và đỉnh cao của môn thể thao này. Cầu lông đã ra đời với tinh thần nổi loạn vào đầu thế kỷ 19 tại Gloucestershire. Anh là cuộc nổi loạn chống lại quy tắc chi phối các môn thể thao như quần vợt. Người chơi tạo ra phiên bản của họ với ít hạn chế hơn, sử dụng quả cầu và vợt nhẹ hơn, từ đó phát triển thành môn thể thao gọi là cầu lông ngày nay. Giống như nguồn gốc của nó, cầu lông đỉnh cao không dành cho số đông. Ngay cả ngôi sao của một quốc gia như Nguyễn Thùy Linh cũng chưa bao giờ vào top 20 thế giới. Ví dụ, China Open 2023 là lần đầu tiên tay vợt người Phú Thọ tham dự giải Super 1000. Sự cô độc của cầu lông thể hiện ở việc tập luyện cá nhân liên tục và thường xuyên đứng giữa sự nghiệp, mạnh ở khu vực nhà và yếu ở cấp quốc tế. Các quốc gia thường tập trung vào đánh đơn hơn là đánh đôi và đồng đội. Cầu lông là môn thể thao đầy căng thẳng và tính cạnh tranh cao, khiến việc mong đợi hai tay vợt xếp hạng cao hợp tác trong đôi trở nên phức tạp. Nguy cơ chấn thương cũng gia tăng khi các tay vợt tham gia cả nội dung đánh đôi. Mặc dù có những quốc gia như Ấn Độ tập trung vào đánh đôi và đồng đội để đạt thành công, phần lớn các vận động viên cầu lông đặc biệt ở những quốc gia chưa phát triển mạnh phải đối mặt với sự cô độc nếu muốn thi đấu quốc tế. Việt Nam là một ví dụ điển hình. Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh, những tay vợt hàng đầu của quốc gia này, phải tự tìm kiếm sự hỗ trợ và thậm chí chuyển đến các tỉnh thành khác để tìm kiếm nguồn kinh phí cho sự nghiệp thi đấu của họ. Để có cơ hội thi đấu, Nguyễn Thùy Linh, người sinh ra ở Phú Thọ, phải đại diện cho Đồng Nai vì tỉnh này đảm bảo kinh phí để cô thi đấu. Điều này không chỉ áp dụng cho các tay vợt hàng đầu quốc gia. Ngay cả những tay vợt nằm ngoài top 20 hoặc thậm chí top 10 của Việt Nam cũng đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Thu nhập của các tay vợt cầu lông chuyên nghiệp biến đổi rất lớn, phụ thuộc vào thành công của họ và quốc gia mà họ đại diện. Những tay vợt hàng đầu ở các quốc gia như Trung Quốc, Indonesia và Đan Mạch có thể kiếm vài trăm nghìn USD mỗi năm từ tiền thưởng và lương cơ bản.
Tuy nhiên, chỉ có một số ít ngôi sao siêu nổi tiếng như Kento Momota, Min Jan và Lee Chong Wei có thể kiếm hơn 500.000 đô la Mỹ mỗi năm. Trong khi đó, đa số các tay vợt ở các quốc gia khác thường chỉ kiếm vài nghìn USD mỗi năm, thậm chí một số phải tìm cách tự mà kiếm sống bên ngoài sân cầu lông.